Rồi bữa nay mình tiếp tục cái video hôm qua mình có ăn con á mọi người. Hôm qua mình câu được có ăn con à. Bữa nay mình tiếp tục ha. Nay nước chưa lớn nha mọi người. Mới đứng lớn mà đứng ở trong nó ngoài nó còn cháy kìa. À, thấy dấu hiệu nãy giờ thấy cũng có lâu lâu có ụt lên con. Cho nên mình thử luôn, tính chờ khoảng nửa tiếng nữa. Bây giờ thử nhẹ coi sao không mọi người. Rồi, xuống luôn. Cá ăn rồi mọi người, có ăn cá ăn mọi người. Rồi rồi, dính rồi, dính rồi. À, biết ngay mà mọi người, biết ngay mà người thấy cá này cũng trọng mọi người. Đó. Biết ngay là thế nào cũng dính à. Ai một con rồi mọi người. Con này cũng không bự lắm rồi mọi người. Đúng chưa? Giờ mình lấy cái xô mình cho miếng nước vô mới được, nãy giờ chưa có nước. À, đem cá dưới này đi, cái xô múc nước đấy. Con này cũng vừa, không có bự quá, còn không nhỏ quá, ngon á. Rồi canh á, lục bình nó canh mình thả xuống nó tấp vô liền à. Bây giờ nó ăn mồi á, ăn thế cá. Trời ơi 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 chết mẹ trời ơi dữ vậy trời ơi nặng à, trời ơi nặng quá trời ơi con cá kìa mọi người trời ơi giờ mình để mình lôi lên cái mọi người. Để mình lôi lên cái trời ơi nhìn con cá là thấy mê liền, nó trọng trọng hả không cỡ bàn tay mình còn bơm không hết nữa mọi người. Để mình ôm cái tay mình vô cho mọi người coi nè, nó trọng hơn bàn tay của mình đó. Lôi lên chuyện sướng gì đâu, nhìn cá kìa. Trời ơi xứng đáng. Con này lo lên đã tay thì nó quằn cần, nó sướng tay gì đâu mọi người. Câu rồi mà cá như vậy nè, lo nó mới đã tay được.
Có cá ăn không mọi người? Rồi không nuốt. Cái này cá nhỏ mọi người. Nó ghĩa bánh bao ngoài. Đó, đó dính rồi mọi người, dính rồi. Nè, đó. Con này cũng không lớn lắm rồi mọi người. Cũng được. Con này cũng trọng nhưng mà không lớn bằng con nãy mọi người. Con nãy mới lớn. Cái bánh bao á mọi người. Mọi người hạn chế dỡ lên dỡ xuống á. Tại nó để xuống nước nó nở ra nó gã. Rồi, ba con nha mọi người nè. Con nãy nó lớn ghê luôn kìa. Nó bự gấp đôi mấy con này mà. Con bự nãy nè. Quá trời bự luôn mọi người. Rồi giờ mình tiếp tục ha. Xuống bánh bao tiếp. Nãy giờ đánh bánh bao không mọi người? Không có đánh thức ăn nha. Thức ăn thì cũng có làm mà không có đánh. Đánh bánh bao. Bánh bao nè. Bóp lại. Bóp cái nó dẻ lại à. Chỗ nào dẻ nhất thì mình móc thôi. Rồi. Xuống tiếp nha mọi người ha. Cá ăn mà cá dính rồi, dính rồi. Ồ, dính rồi mọi người. Rồi con này cũng trọng nha mọi người. Ồ. Rồi, con này cũng ngon nha mọi người. Trời ơi con cá nó ăn mà nó dính cái càm nó mọi người ơi. Nè dính càm nè. Chứ phải dính cái miệng đâu. Dính cái dưới hàm nó nè mọi người. Dính dưới hàm nè, vậy là cá dưới nó nhiều lắm á. Dành ăn á mọi người. Rồi mình giật lên đại dính nè. Dính mà dính dưới hàm là biết rồi ha. Con này không ăn mà bị dính nè, đau lòng không. Rồi, vô đây. Con này sao vậy? Sống không vậy? Cá này lên bờ chút xíu chết rồi. Rồi ok, giờ tiếp tục mọi người. Rồi tiếp tục không mọi người. Con nãy dính càm nhìn thấy cũng tiếu tiếu mọi người. Nghĩa là dưới nó nhiều mọi người. Dành nhau ăn á. Giờ mình để càng câu trên cây gì luôn nè mọi người. Chứ nó trôi quá. Nước nó trôi cùng mồi đi hoài à. Giờ để trên này luôn. Đó cá ăn mọi người. Dính mọi người. Trời ơi. Con bự hơn hồi nãy chút nha mọi người. Trời ơi trời ơi. Lên con. Trời con này nó tròn quay rồi mọi người. Cá vậy tròn quay. Mập đó mọi người. Nó mập nè. Trời mọi người thấy con cá nó mập kìa. Nó tròn như con heo vậy. Mọi người thấy nó tròn không? Ôi. Tròn quay. Cá nó ngắn ngủn, ngắn tủn mà nó tròn nè. Bự ghê mọi người.
Nhìn đã hả? Rồi cho vô. Nãy giờ làm ăn cũng khá nha mọi người. Vô xô. Quậy quá trời xô à. Rồi tiếp tục mọi người. Dính nè mọi người, dính nè, dính đường con nè mọi người. Dướng nè. Dính nè ha. Còn nữa nha mọi người. Con này cũng khá mọi người ha. Vừa tắt máy luôn mọi người, vừa tắt máy tính để cho nguội chút. Vừa tắt máy là thấy nó gịch xuống rồi. Gịch xuống là ông độ ông chạy ngang ông hỏi thăm mới trả lời ổng à. Là ở đây nó ăn à. Rồi, con này cũng không bự lắm nhưng mà ngon. Không bằng mấy con nãy thôi nè. Đó. Ủa, đã chưa? Có con bự nó lật bụng rồi mọi người. Đó, mình tiếp tục nè. À, mọi người, mình cũng vô mọi người chèo rồi. Cho nên mình vô mình câu được nhiêu nè mọi người, cũng 6-7 con vậy đó. Giờ mình đổ ra cho mọi người xem ha. Câu được nhiêu nè. 2, 4, 6 cũng được 8 con mọi người. Có con này nó tròn quay nè mọi người. Con này chết rồi. Nó tròn quay luôn nè. Con này thì bự nhất, bự nhất nó cũng chết rồi. Có hai con nhỏ mới thì 3-4 con gì đó còn sống. Nói chung thì nay cũng được có nhiêu mọi người. Bự bự không à. Hôm qua thì câu được con mà trời gió quá. Gió quá thì cho nên mình không có câu được á. Gió với mưa á mọi người. Sóng quá trời sóng rồi câu cũng được. Bữa nay thì câu bù lại nè. Cũng lại chỗ đó luôn, câu luôn. Bù lại được nhiêu nè. Được 8 con ha. Nay coi như bội thu nha mọi người. Rồi mình kết thúc video đấy ha. Cảm ơn mọi người đã xem nha.